Cứ khoảng mấy tháng ấy, thì ở trên kênh YouTube của mình sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái gói cước data cũng như là gói cước nghe gọi ngon nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì là các bạn biết được đấy, các cái chương trình chính sách của các nhà mạng ấy, thì họ cũng sẽ thay đổi thường xuyên luôn. Đấy, chúng ta sẽ chỉ biết được là cái gói cước nào tốt nhất ở cái thời điểm mà các bạn xem video, ở cái thời điểm mà mình làm video thôi. Đấy, chứ còn mình thấy là các gói cước họ thay đổi liên tục ấy mà, đúng không nào? Thế thì tại thời điểm này gói cước nào là tốt nhất? Đây, thì đây sẽ là một cái gói cước của iTel mà mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn. Đấy, nhưng mà trước khi nói chi tiết hơn về cái gói cước này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn, đấy là cái xu thế ở trong tương lai thì mình nghĩ là chắc là các nhà mạng họ cũng sẽ tăng cái giá cước lên, cũng như là chúng ta cũng sẽ không có quá nhiều những dung lượng data để mà chúng ta có thể sử dụng được nữa. Đấy, tuy nhiên là thời điểm hiện tại thì chỉ riêng có nhà mạng iTel là họ sẽ cam kết cho chúng ta là khi chúng ta đã mua và sử dụng các cái gói cước của nhà mạng di động này thì chúng ta sẽ sử dụng được trọn đời luôn nhé. Xin nhắc lại là chúng ta có thể sử dụng được trọn đời khi mà chúng ta sử dụng với nhà mạng iTel. Đấy, và các bạn biết được là iTel thì cũng là một cái nhà mạng mà đã tồn tại khoảng 5 năm ở trên thị trường, và đây là một nhà mạng cực kỳ ổn định, đáng tin cậy. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ thì mình thấy là cũng khá là tốt. Và cái gói cước của iTel ấy, mình thấy hay, đấy chính là gói cước mây của iTel. Cái gói cước này thì các bạn biết được là nó cũng tồn tại từ thời điểm đầu iTel được thành lập, và nó cũng được rất nhiều người dùng lựa chọn để mà sử dụng. Đấy, thế thì với cái gói cước này thì mình cũng nói luôn, đấy là mình sẽ chọn cái loại là 77.000 đồng trên một tháng. Thì với một cái số tiền như vậy, nói thật là cũng chỉ bằng có khoảng 2 bát phở thôi, thì mình sẽ được gì ạ? Mình sẽ được 4GB data 4G tốc độ cao mỗi ngày, cộng với cả miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng iTel và Vinaphone. Đấy, các bạn biết được là iTel thì sử dụng chung hạ tầng với Vinaphone rồi, thì các bạn biết rồi đúng không nào? Vậy là nếu mà chúng ta sử dụng SIM iTel thì gọi sang Vinaphone cũng thoải mái luôn. 1.000 phút cơ mà các bạn, buồn thế nào cho nó hết được, đúng không nào? Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có 60 SMS nội mạng. Và bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn một cái bảng so sánh với cả các cái nhà mạng khác, các cái gói cước khác nhé. Ví dụ như thời điểm hiện tại là mình đang sử dụng cái gói cước của Vinaphone, đấy là VD89. Đấy, thì với cái gói cước này của mình ý, thì mình cũng chỉ được có 2GB trên một ngày thôi, mà mình lại phải mất 89.000 đồng trên một tháng. Đấy, nhưng mà được cái thì mình sẽ được miễn phí 20 phút gọi đầu tiên, tất cả các cuộc gọi nội mạng và 50 phút ngoại mạng. Cái gói VD89 của mình ý, thì nó được thêm 50 phút gọi ngoại mạng. Nhưng mà thực ra ý, là khi mà mình mua những SIM như này thì mình quan trọng tới cái dung lượng data nhiều hơn. Tại vì là với cái dung lượng data thì bây giờ mình toàn gọi điện qua Zalo hay là qua Messenger các thứ, nó rất là nhiều. Chứ gọi thoại này thì thực sự là gọi rất ít luôn. Đấy, là cũng chia sẻ với anh em như vậy. Tiếp tục nữa nào, nếu mà so với cả những cái gói cước khác của Viettel, ví dụ như là Viettel V90C này, hay là Viettel SD90, hay là Viettel V120B, thì gọi đấy là cái giá nó sẽ cao hơn. Đấy, giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng 90-120.000 đồng trên một tháng, và cái dung lượng data thì nó cũng không được cao đâu, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 1GB đến 1.5GB trên một ngày thôi. Tất nhiên đối với những gói cước này của Viettel ấy, thì có những gói chúng ta sẽ chỉ có data mà không có phút gọi hay là SMS gì cả. Đấy, ví dụ như là gói SD90 của Viettel là chỉ có data thôi nhé các bạn nhé. Còn những cái gói khác, ví dụ như là gói V90C với cả V120B ấy, thì chúng ta sẽ được gọi nội mạng cũng tương đối thoải mái. Thì ở trên hình cũng đã hiển thị cho các bạn như thế nào rồi, đấy mình cũng không cần phải đọc lại làm gì. Nhưng mà đại loại là nếu mà các bạn thiên hướng về dùng data nhiều hơn thì rõ ràng là SIM iTel đang có một lợi thế rất là lớn. Nói thật với các bạn chứ bây giờ nếu mà bạn nào mà hay xem YouTube chẳng hạn, thì thực sự là với 1GB trên một ngày, hay là 1.5GB trên một ngày, hay thậm chí là 2GB trên một ngày, như là cái gói VD89 của Vinaphone mà mình đang dùng bây giờ, là không đủ đâu, đấy là mình nói thật luôn. Đấy, nên là mình nghĩ là 4GB trên một ngày sẽ là tương đối thoải mái cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Thế còn với việc sử dụng chung hạ tầng với cả Vinaphone ấy, thì mình thấy là cái SIM iTel này nó sẽ có một cái tốc độ cao cũng như là tương đối là ổn định. Đấy, đặc biệt là mình ấy thì mình ở các thành phố lớn nhiều là Hà Nội này, hay ví dụ như là ở quê mình thì ở Hà Nam, thì những nơi đó thì sóng sánh của iTel cực kỳ mạnh, mình không có điểm gì là phải lăn tăn cả. Nhưng mà có một điểm mà mình cảm thấy rất là thích ở trên cái SIM iTel này, đấy là dịch vụ OTP đầy đủ. Cái điều này rất quan trọng đấy các bạn nhé. Nếu mà các bạn sử dụng SIM để mà các bạn đăng ký mã OTP với cả các cái tài khoản mạng xã hội của các bạn ấy, thì một số SIM là chúng ta sẽ không nhận được OTP đầy đủ đâu nhá. Cái điều này rất nguy hiểm đấy. Thì đối với cả SIM iTel
là chúng ta sẽ nhận được OTP đầy đủ luôn. Đối với cái SIM mà mình đang cầm ở trên tay này thì cái đầu số là đầu số 087. Nói chung là đầu số 08 này là cái đầu số mà mình cũng đánh giá tương đối cao rồi. Và SIM iTel cũng là SIM bán chạy top 1 trên TikTok từ đầu năm 2024 đến nay. Còn cái việc mua SIM thì thực sự là vô cùng dễ dàng. Chúng ta chỉ cần tải app để mà mua, mất khoảng vài phút là xong thôi. Và chúng ta cũng sẽ có thể mua ở trên các sàn thương mại điện tử, nó cũng rất là dễ dàng. Đấy, mua SIM thì chúng ta có thể mua cả SIM vật lý hoặc là chúng ta mua eSIM cũng được. eSIM thì add vào thì nó quá đơn giản rồi, không điểm gì phải khó khăn cả. Và thậm chí nhá, là chúng ta có thể phát wifi đến khi nào mà hết 4GB dung lượng cao một ngày thì thôi. Cái điều này rất hay, bởi vì có một số những cái SIM khác ấy, mình biết được là nó có 4GB data trên một ngày, nhưng mà khi nó chỉ cho mình phát wifi cỡ tầm khoảng 1GB cho đến 2GB một ngày thôi. Đấy, thì cái điều này mình cảm thấy hơi bất tiện. Thì đối với SIM iTel này, chúng ta có thể phát wifi thoải mái cho đến khi hết dung lượng data thì thôi. Thế còn về tốc độ thì sao? Bây giờ thì mình sẽ test luôn. Đấy, nói có sách mách có chứng, và mình cũng đã quay chám lại để mà hiển thị ra cho các bạn xem luôn. Đầu tiên ý, là mình test ở trên tầng 22 của khu chung cư nhà mình, thì cái tốc độ nó sẽ là 75 Mbps/s. Đây là một tốc độ mình thấy là nhanh đấy nhá. Còn nếu mà test ở trên văn phòng của mình ở tầng 44 là khoảng 75 đến 80 Mbps/s. Thực ra là ở trên những tầng cao như này thì nó sẽ không thể nào mà khỏe bằng ở những tầng thấp. Đây, ví dụ như là mình xuống sảnh tầng 1 này thì tốc độ nó sẽ rất là cao luôn. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 90 đến 100 Mbps/s. Còn mình cũng test thêm ở trong những điều kiện mà sóng nó yếu, ví dụ như là trong thang máy hay là xuống hầm gửi xe, thì thực sự là rất là bất ngờ luôn. Trong thang máy nó vẫn là khoảng 80 đến 85 Mbps/s, và trong hầm gửi xe thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 80 Mbps/s. Đấy, thì nói có sách mách có chứng, nó đã hiển thị hết lên trên hình để cho bạn xem rồi. Đấy, và với những tốc độ này thì ở trong những môi trường nó khó như thế, mình vẫn có thể truy cập mạng hoàn toàn bình thường. Ping ý, thì khi mà mình chơi game Liên Quân liên tục thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 55 ms. Nếu mà so với cả các nhà mạng lớn ấy, thì mình thấy là iTel nó sẽ kém hơn một chút. Đấy, tuy nhiên là cái trải nghiệm chơi game thì nó vẫn tương đối là ổn định. Thi thoảng lắm ấy thì nó mới bị giật lag do nhảy ping thôi. Nói chung ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là đây là một trong những cái gói cước gần như là tốt nhất ở thời điểm này đấy. Đấy, anh em có thể tham khảo thôi nhá. Còn tất nhiên cái việc lựa chọn mua hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào cái nhu cầu với cả cái quan điểm của mỗi người. Đấy, thì các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Tất cả thông tin về giá bán, các khuyến mại đi kèm, cách đặt SIM như thế nào để làm sao để có được mức giá tốt nhất, mình đã để ở phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.